Rồi hôm nay là thêm một chiếc Future nữa nha. Thì đến từ Kiên Giang. Là cái này là chạy từ Kiên Giang lên luôn á, cho nên là cái xe này là có thể là mở tung máy nè, cam độ nè, rồi thằng lằn tăng cam nè, rồi kêu mình kiểm tra nồi thì nồi nè, nói chung là 10 thì nó giảm bớt là còn khoảng 8. Nói chung là chưa có tuột lắm. Thì khách muốn làm thì mình sẽ thay lò xo nồi cô di, rồi chạy một thời gian nếu mà tuột thì sẽ làm, chứ là mình không có ép khách nha. Đó, xe này là 2018 nè anh em. Máy móc thì cũng còn im, chủ yếu là sợ bể tăng cam này chủ xe thay thôi. Đó, nãy giờ là định đấy thôi, mình quay luôn. Mình tháo ba ga ra rồi nè anh em. Rồi xe còn khá mới nha. Để mình coi chạy bao nhiêu nha. Thì bản số 68 nè anh em. Đó. Có đâu mình nói đó ha. Thì cái này là mình làm là mình công tâm. Mình chạy mình thấy nồi tuột thì mình làm thì tuột, còn không tuột thì thôi. Hay là bố ba càng gì chứ không có làm mà bẩn được ha. Xe này thì chạy 43.000 rồi. Đó, vậy thôi. Đó. Rồi, Future mập hình cán sẻn nha. Nè, một thanh đao nè, hai thanh đao, ba thanh đao, bốn thanh đao, năm thanh đao. Thanh đao thứ năm là đao cũ chém dữ lắm nha. Anh cánh chim, cánh én, đầu gù rồi. Đó, thôi mình về mình làm xe này nha. Xe này đến từ Kiên Giang đó. Rồi vậy thôi. Nồi thì không tuột lắm nha. Được thôi, nếu mà khách mà đồng ý thì mình có thể vô cái lò xo nồi cô di cho khách, còn không thì thôi, không đụng tới nồi. Ừ. Thì nếu mà nồi zin thì anh em, nồi zin thì nó hơi trượt một chút, thì anh em phải đôn lá sắt vô thì nó mới chạy được. Anh em đừng có quan điểm là cái nồi là nồi của Future LED, nồi của quay alpha đồ mà hả zin là chạy ngon, nó không có đâu nhanh em. Rồi họ chỉ làm cho vô số nhẹ để cho nữ đồ chạy nữa, nói chung là xe phổ thông cho nữ đồ chạy nữa, cho nên là họ làm là cái chân mình vô số nó nhẹ là ok đó. Thì mình nói như vậy thôi, còn anh em không tin thì thôi, đúng không? Rồi vậy đi, toàn bộ xe nè. Rồi mình chạy về làm xe này thôi nha, để khách chờ. Rồi xe này là nhả xuống bắp ra rồi đã gắn dây cam độ vô nữa nha. Rồi còn thể xe này với lại đi vô lò xo nồi là mở tua luôn đó. Nói chung là làm đồng bộ, nâng công suất máy. Rồi xe này là vô cái cốt cam với lại thằng lằn tăng cam thôi. Có đâu. Xe màu đỏ. Giờ tháo cốt cam zin ra. Rồi. Ha. Rồi thì xe này thay cái cốt cam độ nha anh em. Thay cốt cam độ nha, xe Future LED đỏ Kiên Giang.
rồi, xe này là nhét cái cốt cam vô nha, cam độ nha. Ok rồi, đơn giản thôi, đơn giản như đang giỡn. Chút nó chỉnh cò lại là ok à. Rồi nha, xe này là gắn sên bầu với lại thằng lằn nha. Rồi. Tuyệt lát. Thấy quen quen. Quen với số à. Tuyệt lát. Dạ không chị ơi. Không, không có gì hết á. Thoải mái. Xe anh bạn cũng gắn như vậy luôn hả? Dạ đúng rồi. Nay không có giờ không? Anh này bây giờ không? Cùng một lò ra mà. Tiếng Anh gì vô, tiếng có tiếng không. Rồi, như vậy là vô cái này nó là xong rồi nha. Chỉnh cò rồi nó là ok. Canh chỉnh là chỉnh cò nữa. Rồi vậy là mình đã gắn thằng lằn tăng cam với cam độ cho xe này rồi nha. Rồi mình chỉnh cò rồi nữa là chúng mình chạy lại thử nữa rồi cài đặt lại nữa là ok rồi. Rồi xe này là thằng lằn tăng cam, cam độ. Rồi xe ở Kiên Giang là cũng mở tour luôn nha anh em. Xe Kiên Giang mở tour. Đó. Rồi xe Kiên Giang này cũng mở tour luôn, cam độ, mở tour thằng lằn. Rồi. Rồi xe của anh ở Kiên Giang là cũng xong rồi, giờ mình chạy mình cài đặt nữa này, mình sẽ về mình giao xe khách thôi. Rồi, chỉnh guarantee rồi lại giao thôi. Nha, guarantee nó hơi nhỏ nha. Rồi. Xe thì chạy bốc á, xe này chạy rất là ngon nha. Rồi, mình chạy thì cho lấy ngót thôi chứ mà nó dám chạy nhanh nữa nha anh em. Nói chung là xe chạy rất là bốc. Rồi, không có đường chạy nha anh em. Đây là đang làm đường cho nên là chạy cho anh em thấy thôi. Xe là chạy là ngọt ngào lắm. Rồi vậy thôi nha anh em. Rồi vậy là mình kết thúc cái xe này nha. Xe ở Kiên Giang. Rồi người ta cũng là đi lên nhà người quen từ ở Kiên Giang lên á, rồi chiều về luôn á, cho nên là mình cố gắng cho nó. Rồi vậy đi. Xe tăng tốc rất là ngọt ngào.